Dạ chào mọi người nha, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2022, thì nhằm ngày 17 tháng 7 năm âm lịch đó, thì hôm nay là tròn 100 ngày của bà Sáu Mỹ Thiện mất đó. Thì hôm nay gia đình bà Sáu, thầy Đức cùng với Mạnh Thường Quân tiếp tục phát những phần gạo đến bà con nghèo khó khăn. Thì trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu này thì gia đình bà Sáu, những người con, thầy Đức thì mua những phần gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương phát đến bà con mình nè. Thì đây đó, thì mỗi một người sẽ là đa phần mấy người nè, mấy chú bán vé số người đó nè, rất là nhiều ha. Đây nè, mọi người tự nhận luôn nha. Chị tiếp hết chưa, chị tiếp. Hôm nay mọi người đến nhận gạo tại nhà bà Sáu Mỹ Thiện á, hiện nay là 100 ngày mất của bà Sáu. Thầy Đức, Mạnh Thường Quân dùng con cháu trong gia đình phát những phần gạo như thế này. Có gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn. Có gạo. Rồi, những phần gạo chuẩn bị sẵn như thế này. Rồi đây đi. Cái phần này của chú cứ là ba phần nha, phải không? Ba. Rồi hai phần này là của chị, bên chị. Thì hôm nay là không có đưa phiếu, thì những cái người này sẽ được mời đến. Giờ đây là những phần gạo, nước tương, dầu ăn để phát từ thiện 100 ngày dịp lễ Vu Lan của nhà bà Sáu Mỹ Thiện ha. Phát trên đây là bà con nghèo. Rồi đi chị phụ cái ngay cho chị Yến phải không? Đủ phải không? Rồi bỏ ngoài cho chị đi, bỏ ngoài cho chị Yến đi. Rồi lấy cái bao lót ra, bên ngoài phụ chị đi, để ngoài đây. Mấy phần? Của chị Yến chục phần ra ngoài đi. Hết chưa? Mẹ đủ rồi, nè. Hết này luôn hả? Ừ. Lấy cái bao ngoài lót cho chị chứ, để này mấy cái hộ ở xa thì mấy người đi lại khó khăn á, thì mấy anh ở sớm á sẽ đến đây nhận giùm á và chở về. Đây thì mấy anh khiêng ra đây. Ôi, lấy cái bao lót lên không? Không bỏ vô bao đi rồi. Để có gì em lấy bao ra cho. Rồi cho chị cái bao cho em chở về giùm chị đi. Cái này mình nhận giùm ha. Giùm. Dạ. Đóng xe nè, chở về. Cháy giùm không? Thì cháy giùm quay cháy giùm mà. Dạ. Em giao cho nó rồi gì đó. Chú lãnh con đây là những chú bán cái số. À, cứ lãnh đi rồi đưa đi. Đâu? Rồi, một phần với một bịch. Rồi. Phần gạo thôi nha, mới đủ nha. Rồi, xin phép cảm ơn cô. Cái này 10 kg gạo ha thầy. 10 kg gạo. Rồi. Rồi đưa chút gạo. Đợi tí xíu. Rồi cứ đi. Đang lấy chừng bao ra, đợi một xíu. Dạ. Đây những phần gạo mà gia đình bà Sáu cùng thầy Đức đang chuẩn bị phát từ thiện cho mọi người. Dạ rồi chú. Gạo. Đây. Lấy gạo, lấy đồ cho đủ chưa? Lấy đồ đưa luôn. Đủ chưa cơ? Cứ từ từ ra tới. Đúng rồi, lấy cái này cho. Bây giờ mình để ra đi, cứ để gạo, lấy gạo đây, lấy một bao cho luôn hả? Mở bao thêm bao nữa đi rồi có gì. Mở ra luôn ha. Giờ đây là những cái phần mì tôm với lại dầu ăn, nước tương thì để trong nhà bà Sáu nè. Nào ở đâu? Còn quý vô phụ. Nằm đây là ai? Tao biết biểu đợi mày đó. Chú ơi, chú gì đó? Cảm ơn Đốc. Chú gì? Chú Sáu Bờ. Để con điện ổng ha. Cứ nói ổng còn kêu lên chở đi, mời ai chở ổng tới 10. Ổng chở, ổng lên ổng tự chở qua thôi. Đấy được rồi, cho ổng cái xin mà đặt rồi thiếu. Đợt này cho ổng rồi xuống dưới ông phát dùm một phần nữa là rồi nó còn như hết rồi có ổng đổ như sao bên trong nhà mình ăn rồi hả con hôm ăn
này, thằng mập là thằng em. Thì đây là những cái túi gạo, túi gạo gia đình bà Sáu thì Đức thì chuẩn bị sẵn chứ vậy thì mình mướn ở bên mấy trà ta may sẵn vô túi gì hết trơn đó. Rồi với một bọc này là có nước tương dầu ăn nè, là mì tôm ha. Đây anh Tùng, bữa nay có sự hỗ trợ của anh Tùng, anh Tùng đi phụ hết chưa rồi, hết luôn đúng không? Không không, còn hơn nữa. Cái này là nhận giùm ha, nhận của hai cái người nằm chỗ. Dạ. Người nữa lúc ở trọng rồi không biết chở ai. Trong cái này nó còn người nữa sao quá không biết chở ai, chắc phải chở vô. Phải chở vô tới nhà luôn không? À, chị Hương chở vô nhà. Dạ. Ở đâu đó chị? Hả? Ở đâu đó? Rồi. Sao ràng tôi biết ràng cách liền luôn á. Tiền sao? Món ngon mà con cháu bà Sáu chuẩn bị để dân cúng 16 nhân 100 ngày. Rất là nhiều món ngon nha. Còn đây là những phần quà để phát cho bà con nghèo khó khăn đó. Phía trước đây là phần gạo phát 100 ngày bà Sáu mất. Gạo dưa, nước tương. Ở bên đây có cho, rồi có chứ, đợt nào cũng cho. Đi bàn thờ, hôm qua thì Đức cúng cắm hoa, dân cúng.